Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video để nói về mình mới về được hai đôi loa BMB CS450V MK2. Một trong những đôi loa mà rất đình đám trên thị trường. Đôi loa còn rất là vuông vức, thành quách còn đẹp. Những con MK2 xịn rất là ít trên thị trường. Con này thì hát tốt, tiếng chất rất uy lực. Riêng dòng BMB thì tiếng trống thì không chê vào đâu được, trống rất sâu và gọn, rất hay luôn. Mình về được có hai đôi đấy ạ, vì con này rất là hiếm. Mình rất là về rất là nhiều BMB khác dòng, nhưng mà riêng con MK2 này thì rất ít về được. Những cái thương hiệu Nhật đó là họ làm vỏ chắc chắn. Cái những con xịn, những cái đường này nó sâu hơn con nhái. Cái này rất dày dặn. Mình về được hai đôi thì mình làm thông báo để cho tất cả quý vị các bạn nào có nhu cầu sở hữu những đôi loa Nhật xịn Bass 25. Bass 25 con này cũng mà nhìn sâu trong nó có chữ BMB. Chứ con này không thể nào nhái được. Đây mình sẽ mọi người đợi mình tháo hẳn một cái cây căng ra cho mọi người xem luôn. Đợi mình tí mình tháo ra cho mọi người xem luôn tiện thể. Những cái con này thì yên tâm một điều rằng là mình đã bán ra rồi cho bà con mọi miền Tổ quốc, không bao giờ có hàng nhái ở nhà mình. Bà con yên tâm rồi đấy. Đây là mình đang tháo một con bất kỳ, mình cũng chưa biết là đây là mới về, còn mình chưa làm trước một cái gì cả, nên là mình tháo ra mình cái này nó sẽ là xịn, mình sẽ nói luôn mấy cái. Bây giờ mình về là mình mới tháo thôi, chứ mình cũng chưa tháo trước cái này. Con dòng này đặt mới về được. Nó hiếm lắm. Rất là chắc chắn, cậy cũng khó vì làm một mình. Đó. Em hoàng hiện vẫn còn. Đấy, những con xịn mà người vùng quanh người ta bao giờ nó cũng phải có những cái như này. Trong trường hợp nó bong thì vẫn phải còn một ít dính lại. Còn tất nhiên là không, cái này nó không quan trọng lắm. Nhưng đây mình nói qua. Đó, xịn. Cái cân này nó sẽ sâu hơn, nhỏ hơn và sâu hơn. Đấy, cái cân này. Có những anh em nào mà tinh ý thì nhìn cái râu con loa này thì chắc chắn nó biết xịn. Đó, mà nhìn này. Đó. Râu con tép này. Đấy, mình mở ra luôn này cho các ai biết về xịn nhái nhìn là biết ngay. Đó, cái râu. Cái dâu nó chữ L thôi, nếu còn ông lại quăng lên phát nữa thì là nhái hẳn nhá. Quặp lên thế này đó. Móc câu lên thế này hẳn là nhái. Còn cái chữ L này, nhìn là biết quá khôn. Mình sẽ làm một video để test con âm thanh của con này sau. Còn mình xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.